Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong chủ trì hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về phòng chống dịch COVID-19. Dấu ấn của ngành tài chính, ngành thông tin truyền thông trong 30 năm tái lập. Sức sống ở thôn tái định cư Cốc Lầy, xã Lùng Vai, huyện Mường Khương. Giải cứu thành công một bé gái bị bán vào động mại dâm. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Ngày 28 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn điều hành hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu Lào Cai có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Giang Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành của tỉnh. Năm học 2020-2021, trong điều kiện dịch COVID-19 xuất hiện trở lại và bùng phát ở hầu hết các tỉnh, thành phố, ngành giáo dục đã hoàn thành tốt mục tiêu kép, vừa tham gia tích cực trong phòng chống dịch, vừa hoàn thành kế hoạch năm học, bảo đảm chất lượng giáo dục. Các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 được tổ chức thành công, nghiêm túc và an toàn. Phát biểu tham luận tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường nêu rõ, cùng với những kết quả nổi bật đạt được trong năm học qua, giáo dục Lào Cai vẫn gặp một số khó khăn, nhất là một số quy định, cơ chế, chính sách của Trung ương chưa được sửa đổi, điều chỉnh, như chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2030 chưa ban hành, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 4 tuổi chưa có trong luật giáo dục năm 2019, lộ trình thôi hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn cho trẻ mẫu giáo, học sinh đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Về các cái chính sách liên quan đến các cái xã đạt chuẩn nông thôn mới, đặc biệt là liên quan đến chính sách hỗ trợ về tiền ăn cho trẻ mầm non, học sinh, thì hiện nay thì cái này cũng là vướng mắc chung của các tỉnh. Tuy nhiên thì hiện nay thì Lào Cai cũng đã ban hành một cái nghị quyết của Hội đồng Nhân dân để tháo gỡ cho cái nội dung này, nhưng chúng tôi đề nghị rằng là nên có một cái chính sách chung cho các xã nông thôn mới và theo cái quyết định 861. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả rất đáng ghi nhận trong năm học 2020-2021, ngành giáo dục cần thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại hạn chế cần khắc phục trong năm học mới. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế nghiên cứu triển khai tiêm vaccine cho học sinh theo độ tuổi phù hợp, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tính toán nhu cầu để tiêm sớm nhất cho học sinh đủ 2 mũi, rà soát bổ sung vaccine để tiêm cho giáo viên. Các biện pháp chống dịch cũng phải được tăng cường để phương án đến trường đảm bảo an toàn. Chiều ngày 28 tháng 8, Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị còn có đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Trước diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh COVID-19, tỉnh Lào Cai đã triển khai kịp thời quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Ngoài một trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng đã được khống chế kịp thời, 95 trường hợp khác đều đã được cách ly ngay và không để dịch lây lan ra cộng đồng. Tại hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã có nhiều ý kiến giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch, duy trì phát triển nền kinh tế, thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong biểu dương tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng, doanh nghiệp và nhân dân trong thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 thời gian qua. Xác định công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ cấp bách trước mắt và lâu dài, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương và đặc biệt là nhân dân tuyệt đối không được lơ là, mất cảnh giác, luôn sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Với phương châm là mỗi người dân phải là một chiến sĩ, mỗi gia đình, mỗi cơ quan, đơn vị
địa phương là một pháo đài vững chắc để chống dịch. Vận động yêu cầu người dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch và định hướng trong công tác tiêm chủng vaccine COVID-19 trên địa bàn. Với tinh thần là vaccine nào cũng tốt và vaccine tốt nhất là vaccine tiêm sớm nhất. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong yêu cầu các huyện, thị, thành ủy cần khẩn trương chỉ đạo kiện toàn lại Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các cấp, ngành y tế giám sát chặt chẽ tình hình phòng chống lây nhiễm chéo tại các cơ sở cách ly, điều trị cho bệnh nhân COVID-19, siết chặt các quy định, quy trình thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch y tế, không để dịch xâm nhập vào địa bàn tỉnh. Ngày 28 tháng 8, Lào Cai ghi nhận thêm 2 bệnh nhân mắc COVID-19 có mã số 422482, 422483. Như vậy, đến thời điểm này, Lào Cai đã có 96 bệnh nhân mắc COVID-19. Hai công dân có địa chỉ thường trú tại Bảo Thắng, đi xe máy từ tỉnh Bình Dương về Lào Cai qua chốt kiểm soát dịch tại tỉnh Yên Bái, được tỉnh Yên Bái hỗ trợ xe ô tô đưa về khu cách ly tập trung tại Trung đoàn 254 của tỉnh Lào Cai vào ngày 4 tháng 8 năm 2021. Hai bệnh nhân đã có 6 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính. Ngày 28 tháng 8 năm 2021, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hai bệnh nhân đã được chuyển từ khu cách ly Trung đoàn 254 về cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, huyện Bảo Yên đã kích hoạt và đảm bảo điều kiện hoạt động cho khu cách ly tập trung của huyện. Hiện khu cách ly tập trung của huyện có trên 120 người đang thực hiện cách ly COVID-19 là công dân trở về từ thành phố Hà Nội và các tỉnh phía Nam. Tất cả được bố trí ở phòng riêng, hạn chế tiếp xúc. Ban chỉ huy quân sự huyện phối hợp chặt chẽ với trung tâm y tế huyện, đảm bảo đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc chữa bệnh, hóa chất khử trùng, dụng cụ bảo hộ, lương thực thực phẩm, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự tại đây. Bảo Yên cũng thực hiện tốt công tác vận động quyên góp ủng hộ cho tuyến đầu phòng chống dịch với trên 850 triệu đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm để hỗ trợ cho các chốt kiểm soát dịch bệnh và khu cách ly tập trung của huyện. Những ngày này, không khí lao động trên các công trường xây dựng ở Lào Cai hết sức nhộn nhịp, khẩn trương để đảm bảo kịp tiến độ theo kế hoạch đã đề ra. Một trong những nhiệm vụ được các đơn vị thi công quan tâm thời điểm này là tăng cường các biện pháp phòng tránh COVID-19, tạo môi trường làm việc an toàn, đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Tại công trình kè bờ hữu sông Hồng, các nhà thầu đang tập trung phương tiện, thiết bị, nhân công chia thành 3 mũi thi công, phấn đấu mức cao nhất thực hiện, đảm bảo tiến độ chung của dự án. Để đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp và điều kiện làm việc khắc nghiệt ngoài trời, đơn vị thi công đã sắp xếp kế hoạch lao động hợp lý, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch. Trong thời gian dịch bệnh, thì đơn vị cũng là đang tiến hành chia ca, chia kíp, tránh tình trạng tập trung đông người, làm trùng một thời điểm, để làm sao đảm bảo cái việc phòng chống dịch là tốt nhất. Trên công trường thì đơn vị cũng liên tục là nhắc nhở quán triệt các lao động là không được đi ra ngoài khi chưa được ban chỉ huy công trường cũng như là các tổ đội trưởng các bộ phận cho phép. Tại dự án xây dựng cầu Làng Giàng, số công nhân, kỹ sư và thợ xe máy khá đông. Công tác phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo an toàn lao động càng được siết chặt. Người lao động được tổ chức thành các nhóm thi công tách biệt, mỗi nhóm tập trung không quá 10 người. Thực hiện 5K, hạn chế đi lại và tiếp xúc bên ngoài, không đi đến các vùng dịch và theo dõi sức khỏe hàng ngày. Cùng với đó, nhà thầu luôn nêu cao trách nhiệm, nhắc nhở mọi người thực hiện nghiêm túc nội quy quy chế công trường. Luôn luôn là yêu cầu của nhà thầu với công nhân là phải đảm bảo về công tác an toàn lao động và có tập huấn thường xuyên để cho công nhân là có ý thức nhiều hơn. Và đặc biệt thi công trên cao, chúng tôi là thi công trên cao là yêu cầu đặc biệt thi công phải tuân thủ. Đang dịch COVID-19 này thì là công trường đấy, là cũng tất nhiên là cũng đã triển khai tất cả các chỉ thị của chính quyền địa phương đến tất cả các anh tổ đội là tuân thủ tuyệt đối về công tác phòng chống an toàn dịch bệnh. Việc các đơn vị thi công nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn lao động sẽ là điều kiện để các dự án đảm bảo được nhân lực, duy trì được tiến độ thi công các hạng mục theo đúng mục tiêu đã đặt ra. Cách đây 76 năm, cuộc tổng khởi nghĩa của mặt trận Việt Minh trên khắp cả nước đã thu được thắng lợi hoàn toàn, giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 28 tháng 8 năm 1945, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã được thành lập với cơ cấu gồm 13 bộ, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dân Việt Nam đứng đầu lên có sức một ngày.
Cũng trong ngày này, Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định thành lập bộ máy văn phòng giúp việc của chính phủ, tiền thân của văn phòng chính phủ ngày nay. 13 bộ thuộc chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa gồm Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tuyên truyền, Bộ Thanh niên, Bộ Quốc dân Kinh tế, Bộ Quốc gia Giáo dục, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Công chính, Bộ Lao động, Bộ Tài chính, Bộ Cứu tế Xã hội. Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình 30 năm từ một địa bàn khó khăn nhất của cả nước trở thành tỉnh phát triển trong khu vực như hôm nay, các cơ quan trong ngành tài chính tỉnh Lào Cai đã thực sự nỗ lực sáng tạo trong thực hiện công tác quản lý tài chính, thu chi ngân sách nhà nước, đồng thời tham mưu hàng loạt các cơ chế chính sách lớn cho tỉnh nhằm khơi thông các nguồn lực đảm bảo cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội địa phương. Những ngày thu của năm 1991, người Lào Cai hân hoan trong niềm vui tái lập. Với riêng ngành tài chính, khó khăn chồng chất khó khăn, nguồn thu ngân sách nhà nước trong năm đầu tái lập tỉnh là 36 tỷ đồng. Vậy nhưng thế hệ những người làm công tác tài chính khi ấy vẫn nỗ lực, hăng say làm việc, khát khao cống hiến cho sự phát triển vùng đất biên cương. Tái lập tỉnh Lào Cai thì tồn quỹ chỉ có 60 triệu, chỉ đủ tiền lương cho một tháng. Và tiếp đó nữa thì cũng phải tranh thủ cái sự hỗ trợ của Bộ Tài chính cũng như là khai thác cái nguồn thu trên địa bàn. Các cơ quan ở đóng của tỉnh đóng ở 3 địa điểm. Đi họp, đi hành như là đi công tác, cách cự ly đến 20-30 cây số. Nhưng mà ai cũng phấn khởi. Đấy, ai cũng rất là nhiệt tình, hăng hái với cái nhiệm vụ của mình. Mặc dù là rất khó khăn. Lĩnh vực tài chính có phạm vi rộng, liên quan đến hầu như mọi hoạt động của đời sống kinh tế xã hội. Vì vậy, ngành tài chính đã chủ động trong tham mưu, thu chi ngân sách, cân đối nguồn lực tài chính, giúp tỉnh phân bổ hợp lý các nguồn lực đầu tư, đồng thời ban hành hàng loạt các cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Ngành tài chính Lào Cai thì luôn đồng hành với tỉnh Lào Cai trong 30 năm tái lập tỉnh, làm tốt cái vai trò tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, hạch định nhiều cái cơ chế tài chính quan trọng góp phần vào tăng thu ngân sách và sử dụng hiệu quả các cái nguồn chi ngân sách của địa phương cũng như là các cái nguồn chi đặc thù, đồng hành và khát vọng để xây dựng một cái Lào Cai phát triển. 10 năm trở lại đây, với việc hàng loạt các dự án công nghiệp lớn đi vào vận hành, lĩnh vực du lịch và thương mại xuất nhập khẩu cũng bước vào giai đoạn phát triển bứt phá. Ngành tài chính đã chủ động tham mưu hiệu quả cho tỉnh hàng loạt các giải pháp lớn để khơi dậy và phát huy hiệu quả các nguồn lực, tăng thu cho ngân sách nhà nước. Trong suốt 30 năm vừa qua, thì ngành tài chính luôn bám sát vào các cái chỉ đạo của Bộ Tài chính, của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, của Ủy ban tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các ngành và các địa phương để tổ chức triển khai tốt các cái nghị quyết, các cái mục tiêu của tỉnh Lào Cai, tìm ra được những cái cách làm mới, sáng tạo và huy động được cái nguồn lực nội tại của tỉnh. Trong định hướng phát triển tương lai, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ trở thành tỉnh phát triển của khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc. Năm 2030 trở thành tỉnh khá và đến năm 2045, đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước, thì Lào Cai sẽ trở thành tỉnh phát triển của đất nước. Mục tiêu to lớn ấy đòi hỏi sự nỗ lực quyết tâm và tinh thần đổi mới sáng tạo của tất cả các cấp, các ngành. Trong đó, ngành tài chính sẽ nắm giữ trọng trách ổn định và đảm bảo nguồn lực của ngân sách phục vụ cho nhu cầu phát triển của Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, tuy được thành lập muộn hơn các sở ngành khác của tỉnh, nhưng với sự định hướng đúng đắn của tỉnh ủy, sự chỉ đạo linh hoạt của Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng tinh thần đoàn kết sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ được giao của cán bộ, công chức, viên chức, Sở Thông tin, Truyền thông đã phát huy được hiệu quả. Từ một tỉnh trắng về viễn thông, công nghệ thông tin những ngày đầu tái lập, giờ đây Lào Cai đã trở thành điểm sáng trong phát triển công nghệ thông tin và chuyển đổi số của cả nước. Những ngày mới tái lập tỉnh năm 1991, người dân Lào Cai hầu như chỉ mới được tiếp cận với một vài dịch vụ của ngành bưu điện.
Khái niệm công nghệ thông tin còn rất mới mẻ, gắn với việc đưa máy vi tính vào làm thay công việc của máy đánh chữ trong một số cơ quan nhà nước. Và ở những thời điểm tiếp theo, trong điều kiện còn bộn bề khó khăn, lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã thể hiện quyết tâm và xác định chỉ có ứng dụng công nghệ thông tin mới là con đường ngắn nhất, nhanh nhất, phục vụ đắc lực cho cải cách hành chính và công tác quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp. Khó khăn như vậy thì Sở Bưu chính Viễn thông được cái sự ủng hộ, đó là ủng hộ cao độ của các cấp các ngành của tỉnh và đặc biệt là lãnh đạo tỉnh ủy, của Ủy ban nhân dân tỉnh cho ban hành cái quyết định về chính sách thu hút, hỗ trợ những người làm cán bộ công nghệ thông tin, làm cái động lực, động viên và có lẽ là đầu tiên trong cái hệ thống các sở ngành thông tin trong cả nước có cái chế độ thu hút về công nghệ thông tin đối với cán bộ. Nên chính vì đã tạo điều kiện cho sở sớm ổn định cái tuyển dụng và cái đội ngũ cán bộ để đáp ứng cái yêu cầu đề ra. Sau 3 thập niên hình thành và phát triển, đến nay mạng lưới hạ tầng công nghệ thông tin của Lào Cai đã có bước phát triển đột phá. 100% các sở, ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các phòng ban thuộc ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, gần 50% ủy ban nhân dân cấp xã có kết nối mạng LAN đạt tiêu chuẩn. Quan điểm của tỉnh Lào Cai về chuyển đổi số giai đoạn tới là lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm và xuất phát từ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và đem lại cái lợi ích cho người dân và doanh nghiệp. Thế để mà triển khai cái việc này thì cái nhận thức đối với chuyển đổi số từ các cấp lãnh đạo, cơ quan nhà nước đến người dân, doanh nghiệp là chúng tôi đặc biệt quan tâm. Lào Cai đang bước vào một giai đoạn phát triển mới và hạ tầng số đang được xác định là lĩnh vực mang tính đột phá. Để thực hiện được mục tiêu này, tỉnh sẽ tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp công nghệ thông tin lớn nhằm thực hiện thành công công cuộc chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu xây dựng xã hội số, nền kinh tế số. Chúng tôi đang ưu tiên vào kết cấu hạ tầng giao thông và hạ tầng công nghệ thông tin và số hóa. Đây là hai cái mũi trọng yếu trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng. Lĩnh vực công nghệ thông tin liên lạc, chuyển đổi số đang tạo ra nền móng vững chắc để địa phương biên giới tiếp tục hướng đến những mục tiêu lớn lao hơn, đó là đến năm 2025. Lào Cai tiếp tục là tỉnh phát triển của vùng Trung Du và sẽ là tỉnh phát triển của cả nước vào năm 2045. Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Agribank chi nhánh Lào Cai 2 vừa ký kết thỏa thuận hợp tác thanh toán viện phí không dùng tiền mặt và tài trợ an sinh xã hội. Ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt tích hợp với cơ sở dữ liệu của việc khám chữa bệnh và công tác tài chính, kế toán trong việc thu chi phí, dữ liệu tài chính của người bệnh dễ dàng, giúp việc quản lý tài chính của bệnh viện thuận lợi hơn. Đồng thời, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thanh toán viện phí không dùng tiền mặt cũng góp phần làm giảm nguy cơ lây nhiễm chéo. Dịp này, Ngân hàng Agribank chi nhánh Lào Cai 2 đã trao tặng 500 triệu đồng cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh để bổ sung vào nguồn quỹ an sinh xã hội của bệnh viện. Dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh đêm 28 ngày 29 tháng 8 năm 2021. Vùng đồi núi thấp nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào nhẹ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ 26 đến 34 độ, độ ẩm trung bình 75%. Vùng đồi núi cao nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ 21 đến 28 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Thành phố Lào Cai, đêm và sáng có mưa, mưa rào nhẹ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ 26 đến 34 độ, độ ẩm trung bình 75%. Khu du lịch Sapa, nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào nhẹ, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ, độ ẩm trung bình 85%. Khu du lịch Bắc Hà, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ 21 đến 28 độ. Độ ẩm trung bình trên 80%. Liên quan đến thông tin cơ quan thực phẩm Ireland quyết định thu hồi một số lô mì Hảo Hảo và miến gút do công ty Acicook Việt Nam sản xuất vì sử dụng chất không được phép, Bộ Công Thương yêu cầu đơn vị liên quan khẩn trương xác minh thông tin này.
Cụ thể, Bộ Thông tin Truyền thông đề nghị Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam khẩn trương báo cáo về quy trình sản xuất và sự khác biệt giữa lô sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với hai sản phẩm mì Hảo Hảo và miến Good do công ty sản xuất, từ đó đánh giá sự xuất hiện của chất ethylene oxide trong hai sản phẩm này. Đồng thời, Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp rà soát toàn bộ danh mục sản phẩm do Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam hiện đang phân phối trong nước, kiểm tra xác minh, làm rõ quy trình sản xuất và các vi phạm nếu có để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Để kịp thời hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân, các tổ chức đoàn thể ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã thành lập các tổ hội hỗ trợ nông vụ. Các tổ hội hỗ trợ nông vụ có nhiệm vụ nắm bắt lịch thu hoạch nông sản của bà con, sau đó đăng tin lên các hội nhóm để người dân cần thì đặt hàng, đồng thời hỗ trợ bà con thu hoạch vận chuyển qua các chốt. Sau gần một tuần triển khai, Hội Nông dân huyện Nghi Lộc là địa phương đi đầu trong việc thành lập các tổ hỗ trợ nông vụ đã giúp bà con xã Nghi Thuận, Nghi Trường, Nghi Trung, Nghi Thịnh tiêu thụ hàng chục tấn rau quả và gia cầm hải sản. Cách làm này sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ nông sản cho bà con, ổn định nguồn cung hàng hóa ở các địa bàn khác, tránh tình trạng khan hiếm hàng hóa. Thưa quý vị và các bạn, từ một địa bàn khó khăn đến nay, thôn tái định cư di dân ra khỏi khu vực biên giới Cốc Lầy đã trở thành một vùng quê đáng sống của 100 hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Đây cũng là điểm sáng trong phát triển kinh tế của xã Lùng Vai, huyện Mường Khương. Trong mục 25 là một hôm nay, mời quý khán giả cùng tìm hiểu những đổi thay của vùng đất này. Ông Sùng Siêu Sài, bí thư chi bộ thôn Cốc Lầy, là một trong 12 hộ dân đầu tiên về sinh sống tại thôn. Những ngày đầu chuyển về nơi đây vô cùng hoang vu, lợi thế lớn nhất là đất đai màu mỡ, nguồn nước dồi dào. Tận dụng lợi thế đó, ông Sài đã bàn bạc với bà con trong thôn và mạnh dạn đưa cây chuối mô, cây chè về trồng, mở ra cuộc sống mới cho các gia đình trong thôn. Đối với bà con nông dân ở thôn này thì nói chung là không chết đây. Và kể cả thóc ngô cái gì cũng có, và chỉ tìm coi như là về cái cây chè, cái chuối thì nó trong là cái chè thì chỉ đủ cái số tiền coi như là tiêu đi lại và cho con cái đi học hành ấy. Và cái chuối thì nếu mà mấy năm trước đây nó có giá thì với nhà coi như là vẫn coi như là thu được coi như là 200-300 triệu. Đất lành chim đậu, từ 12 hộ dân ban đầu đến định cư với núi rừng hoang vu, đến nay, thôn Cốc Lầy đã có 100 hộ dân về lập nghiệp. Điểm tựa vững chắc cho những đổi thay và phát triển của bà con trong thôn chính là trồng chuối với quy mô trên 200 hecta, vùng trồng chè lên tới gần 50 hecta. Đến nay, thu nhập bình quân của bà con trong thôn đã đạt gần 37 triệu đồng một năm. Toàn thôn chỉ còn 5 hộ nghèo và 3 hộ cận nghèo. So với các trồng gì khác thì chè nó sẽ trồng phát triển để nó nhanh hơn, nó được thu hoạch theo mọi tháng nào thì mình có để thu hoạch. Mình cũng định đào rãnh trồng thêm một ít nữa. Cấp ủy chính quyền xã cũng đẩy mạnh chuyển đổi một số cái cây trồng khác, nhưng ngoài cái cây trồng hàng năm ra thì đang tập trung cho bà con, tuyên truyền cho bà con là trồng cái cây quế thì cũng là một trong những cây trồng có tiềm năng lớn. Những đổi thay trong cuộc sống của các hộ dân ở thôn tái định cư biên giới Cốc Lầy là minh chứng khẳng định tinh thần vượt khó, nỗ lực vươn lên hướng tới một cuộc sống mới tốt đẹp hơn của người dân vùng cao. Qua đó tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để tiếp tục bám đất, bám làng, chung tay góp sức kiến tạo những vùng quê ngày càng khởi sắc. Ngày 27 tháng 8 năm 2021, tại khu vực thôn Nam Mạ 1, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai đã triệt phá thành công chuyên án 821T, bắt hai đối tượng đang có hành vi mua bán vận chuyển trái phép 20 bánh heroin. Hai đối tượng gồm Trang A Cú, sinh năm 1990, thường trú tại thôn Vạn Dền Sử 2, xã Mường Hoa, thị xã Sapa, và Châu Thị Cha, sinh năm 1992, thường trú tại thôn Tòng Sành, xã Cốc San, thành phố Lào Cai. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 20 bánh heroin, 2 xe mô tô, 9 triệu đồng tiền Việt Nam và một số tài liệu khác có liên quan. Quá trình điều tra xác minh hai đối tượng móc nối với một đầu mối trung gian chuyên mua bán trái phép chất ma túy từ Myanmar vào Điện Biên và mua 20 bánh heroin để bán kiếm lời.
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng trong đường dây để xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Lào Cai vừa ra lệnh tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, đối tượng Lê Đức Long thường trú tại xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ khai nhận, vào ngày 19 tháng 8 năm 2021, Long từ Phú Thọ đến Vĩnh Phúc để đón cháu Nguyễn Thị N, sinh năm 2006, thường trú tại tỉnh Thanh Hóa, rồi đưa nạn nhân về Yên Bái chuyển giao cho nhóm của Hoàng Đình Huân, thường trú tại tổ 6 phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, và Nguyễn Thị Hồng, thường trú tại xã Xuân Lai, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, rồi nhận 12 triệu đồng chuyển khoản. Huân đưa cháu N về ở tại số nhà 032 đường Lê Văn Hưu, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai để phục vụ cho hoạt động bán dâm cùng nhiều cô gái khác tại đây. Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Lào Cai đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Hoàng Đình Huân và Lê Đức Long về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi. Đối tượng Nguyễn Thị Hồng hiện đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên cơ quan điều tra đã cho gia đình bảo lãnh để tiếp tục điều tra làm rõ. Tới thời điểm hiện nay có 6 loại vaccine đã được Bộ Y tế cấp phép để tiêm phòng COVID-19, bao gồm vaccine COVID-19 do AstraZeneca sản xuất đã được cấp phép sử dụng khẩn cấp tại 181 quốc gia vùng lãnh thổ, vaccine Gam-COVID, tên gọi khác là Sputnik V, do Viện Nghiên cứu Gamaleya của Nga sản xuất đã được cấp phép sử dụng tại 70 quốc gia vùng lãnh thổ, vaccine Verocell do Sinopharm phát triển và BIBP Trung Quốc sản xuất đã được cấp phép sử dụng tại 64 quốc gia vùng lãnh thổ. Vaccine do Pfizer Biotech phát triển và sản xuất đã được cấp phép sử dụng tại 111 quốc gia và vùng lãnh thổ. Vaccine Spikevax, tên gọi khác là COVID-19 vaccine Moderna, do Moderna sản xuất đã được cấp phép sử dụng tại 64 quốc gia vùng lãnh thổ. COVID-19 vaccine Janssen do Janssen Pharmaceutica NV của Bỉ và Janssen Biologics BV Hà Lan sản xuất được cấp phép sử dụng tại 56 quốc gia vùng lãnh thổ. Chúng ta đảm bảo cái an toàn đối với tiêm chủng lần này. Chúng ta đặt cái mục tiêu là an toàn tối đa cho tất cả những cái người mà được tiêm chủng với một cái khẩu hiệu là tiêm tới đâu thì an toàn tới đó. Tất cả các vaccine được cấp phép và đưa về Việt Nam sử dụng đều đảm bảo an toàn và hiệu quả. Hãy tham gia tiêm chủng COVID-19 ngay khi nhận được thông báo. Cái vaccine tốt nhất là cái vaccine được tiêm sớm nhất để khắc phục ngay cái tình trạng kén chọn chờ đợi vaccine trong khi đang rất khan hiếm vaccine và dịch bệnh thì đang diễn ra lây lan nhanh. Để nhanh chóng đẩy lùi dịch COVID-19, toàn thể nhân dân các dân tộc Lào Cai hãy sẵn sàng tham gia chiến dịch tiêm chủng phòng COVID-19 toàn quốc. Ít phút còn lại của chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận nét đẹp giản dị và vô cùng độc đáo của chiếc cầu mây cổ được bắc qua con suối Mường Hoa, thị xã Sapa trong một khoảnh khắc Lào Cai. Những hình ảnh này cũng đã kết thúc chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Thông tin thời tiết các khu vực trong nước đêm 28 ngày 29 tháng 8 năm 2021. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng đồng bằng và ven biển đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ.
Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, phía Bắc đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, đêm và sáng có mưa cục bộ, mưa vừa có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ.